Giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện về một người thầy, một người cha của 86 đứa trẻ với lòng bao dung yêu thương vô bờ bến của mình. Tôi tên là Lê Minh Tấn, hiện tại tôi là một nhân viên văn phòng. Thật sự em cũng là đứa bé mồ côi cha từ nhỏ. Quá khứ của mình thì chỉ có một mình mẹ thôi. Nhưng mà em đã thấy mẹ em rất là cực khổ đến nuôi mười mấy anh em lớn tới bây giờ. Nhưng mà khi đến đây em thấy chỉ có một mình thầy mà nuôi tới 86 bé. Thầy vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa làm thầy cho 86 bé này thì thực sự rất là vất vả. Thầy đi làm về có một đứa cháu thì nó dục qua bãi rác, rồi không ai lụm hết, thầy tôi lụm mang về để may sao về nhà mang cho bệnh viện cắt rốn bé sống vậy. Đó là cái cơ duyên đầu tiên để nuôi các cháu. Để thành công được cái máy ấm tình thương này là nhờ cái công lực của gia đình và của em trai và của thầy. Và định hướng tương lai của anh là dẫn đi làm và chung tay với ông thầy nuôi mấy bé đây. Nghĩa là nó ở đây là một phần gia đình của mình. Các con đây là con của mình rồi. Đi làm tất cả mọi việc gì mà ta cảm thấy mà mình làm có tiền mình làm. Tuy rằng nó không phải là con ruột của mình, nhưng mà khi mà mình đi làm về đó thì con nó ra nó cha đi làm về cái nó tuy rằng mình không có vợ không con nhưng mà cảm thấy hạnh phúc. Khi em có tiếp xúc với hai thầy ở đây thì em nhận được những câu chuyện khá là buồn. Những đứa con của thầy được sinh ra từ những nơi rất là đặc biệt. Hai bé khiến cho em không thể nào xóa đi được cái hình ảnh ở trong đầu. Lúc mà thầy nhập về thì trên bụng của bé có một vết cắt. Khi đưa bé đến bệnh viện thì bác sĩ nói bé mất đi một nửa lá gan, một quả thận và bé không có hậu môn. Đặc biệt hơn là khi bé sinh ra không có miệng, chỉ có một đôi mắt và cũng không có lỗ mũi để thở. Cái những hình ảnh của những đứa bé nó vẫn còn in trong đầu của em, nó không thể thoát ra ngoài được. Em quyết định tham gia chương trình này là muốn giúp đỡ cho mái ấm, muốn gửi thông điệp đến mọi người có thể đến ghé thăm các bé một lần. Chỉ cần những viên kẹo hoặc là những miếng bánh nhỏ của các bạn hoặc là hành động nhỏ của các bạn có thể nhân đôi lên tình yêu thương của các bé ở đây. Thank you.
cái này bạn hát rất là cảm xúc. Tôi rất thích cái cách bạn bỏ nhỏ cái đoạn bridge. Dòng thời gian trôi qua cô xóa hết bao niềm đau, nỗi cô đơn dâng lên khoe má khiến cho lệ tôi. Cái đoạn chuyển ấy rất là tình cảm, mà tôi thấy bạn cố gắng nén lòng lại để đừng khóc, hát cho nó hết cái bài. Rất là dễ thương. Cảm ơn bạn về sự tử tế này. Và Trâm cũng muốn cùng chia sẻ với câu chuyện này với các bạn. Và Trâm muốn gửi tặng cho thầy một số tiền nho nhỏ thôi, để thầy có thể giúp cho nuôi dưỡng cho các bé, số tiền 15 triệu đồng. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Con mời chú, mình sẽ lên sân khấu luôn ạ. Cách đây là 12 năm, thầy đi làm về có một đứa bé ở dục ở bãi rác, nhưng mà bé đã cắn hết luôn, kiến cắn nát hết. Rồi thầy phải nuôi đúng một năm. Thầy có nhiều lúc thầy tưởng thầy đã ngục ngã rất là nhiều lần. Nhưng mà khi lụm một đứa bé từ trong bãi rác mang về, xong rồi bé sống, bé nở nụ cười, cái động lực, cái nụ cười của bé để cho thầy vượt qua những cái khó khăn. Thôi mình chia sẻ với nhau một tí, em gửi cho máy ấm 30 triệu. Dạ, thầy mặt cả cháu, cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Cảm ơn chị Trâm. Đây, em gửi cho thầy. Hy vọng là có thêm một tí động lực. Con sẽ đến máy ấm của mình và tặng 87 phần quà cho các em ở trong đó ạ. Dạ, con cảm ơn thầy.